Vì là thực tế là cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy ở trong nước thì chúng nó lúc nào chúng nó cũng rêu rao là Đảng Cộng sản Việt Nam bán coi như là đất bán biển cho Trung Quốc, và Đảng Cộng sản Việt Nam làm tay sai cho Trung Quốc và chuẩn bị coi như là bán đất nước Việt Nam cho Trung Quốc rồi. Thì ở những hai chương trình trước thì tôi cũng cũng nói vâng cho tất cả các bạn biết về cái vấn đề quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, và nhất là cái chương trình vừa rồi tôi đã nói về cái vấn đề biên giới và vấn đề biển đảo, vâng, giữa Việt Nam và Trung Quốc như thế nào. Vâng, thì chương trình hôm nay thì tôi cũng nói về cái vẫn cứ nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, và xem là tức là đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có bán nước cho Trung Quốc hay không, và coi như là bọn chống cộng cực đoan chúng cái điều chủ yếu chúng nó rêu rao như thế là chúng nó muốn hạ thấp cái uy tín của Đảng Cộng sản và Việt Nam hiện nay, và chúng nó coi như là muốn tức là những người dân Việt Nam căm thù những người dân Trung Quốc, mà kết quả cuối cùng là chúng nó coi như là muốn coi như đất nước Việt Nam hiện nay đang là một đất nước đang phát triển giàu mạnh, mà chúng nó muốn coi đất nước Việt Nam coi như là nghèo đi và không yên bình. Đó là cái mục và cuối cùng cái mục tiêu của chúng nó là cái loại bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là đối với đất nước Việt Nam hiện nay. Vâng, thưa tất cả các bạn này, thì như trước kia tôi đã nói là tất cả các nước ở trên thế giới hiện nay tức là cái mục tiêu chủ yếu là cái quyền lợi quốc gia là trên hết, chứ còn không có cái kẻ thù nào là vĩnh viễn cả. Tức là mình cứ nói tóm lại là tức là không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, và chỉ có quyền lợi quốc gia là trên hết. Vâng, như tất cả các bạn đã biết, ví dụ như là đất nước Nhật Bản chẳng hạn là trước kia rồi, nếu mà anh Đạt ấy thì anh mời Đạt lên trao đổi với anh về vấn đề quan hệ ngoại giao của Trung Quốc. Làm sao không mời được Đạt ơi? Thôi rồi, để một lát nữa, vì anh nói một chút xíu nữa. Đất nước Nhật Bản ở kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai thì đất nước Nhật Bản đã bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ coi như thả xuống hai thành phố của Nhật Bản. Nhưng bây giờ tôi nói tất cả các bạn, ví dụ nhân dân Nhật Bản chẳng hạn căm thù những người dân Mỹ thì làm sao được, đúng không? Thì hiện nay thì như tất cả các bạn đã biết là từ đó từ khi mà bị hai quả bom nguyên tử đó thì hiện nay coi như là nước Nhật và nước Mỹ có quan hệ ngoại giao với nhau rất là tốt, cũng là chỉ vì tức là cái quyền lợi lợi của cái đất nước Nhật Bản và của nhân dân Nhật Bản, đúng không? Người ta mới xóa bỏ những cái hận thù đó đi để quan hệ với Mỹ, để mà xây dựng cái đất nước Nhật Bản giàu có và hùng mạnh như ngày hôm nay. Đấy là tôi nói về với quan hệ Nhật Bản và với Mỹ. Và mặt khác các bạn thấy không, ví dụ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đấy, cái trục phát xít tức là Đức, Ý, Nhật đã gây cho coi như đau thương cho biết bao nhiêu những dân tộc ở trên thế giới này. Nhưng mà khi mà chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc thì coi như là những người dân nước đó coi như là cũng quên cái cuộc chiến đi, và người ta cùng bắt tay nhau vào để mà coi như là xây dựng cái đất nước của người ta càng ngày càng giàu mạnh đi. Vâng, và nói chung là bây giờ mình nói với về cái đất nước Việt Nam ta. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ đất nước Việt Nam ta thì đã bị gần 100 năm đô hộ của bọn thực dân Pháp, đúng không? Thì là bọn thực dân Pháp đã gây ra cho nhân dân Việt Nam biết bao nhiêu những đau khổ, và coi như đất nước Việt Nam ta coi như là gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp, coi như là nhân dân ta nghèo nàn, rốt nát, khổ sở, đất nước coi như là tan hoang. Đấy, không có một phát triển một tí xíu nào cả. Thì bây giờ ví dụ như khi mà bọn thực dân Pháp đã cút khỏi đất nước Việt Nam thì hiện nay cũng vì quyền lợi của nhân dân Việt Nam thì hiện nay cái quan hệ giữa Việt Nam và với Pháp các bạn thấy như nào? Chúng ta phải quên đi những
cái sự hận thù để mà ví dụ cùng bắt tay vào, bắt tay với những chính phủ Pháp và những người dân dân Pháp để mà ví dụ cùng nhau coi như là quan hệ về vấn đề coi như là chính trị, kinh tế và để cùng nhau phát triển. Và bây giờ này, với Mỹ thì Mỹ đã coi như là tiếp nối Pháp, đã gây cho nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước Việt Nam coi như là cái bao nhiêu cái sự đau khổ chết chóc, gần 2 triệu người đã bị chết và hy sinh trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vâng, nhưng mà khi cuộc chiến tranh đã đi qua thì từ năm 1995 thì là nước Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa cái quan hệ ngoại giao. Và nói chung là hiện nay chúng ta quan hệ với Mỹ rất tốt vì cái quyền lợi của nhân dân hai nước Mỹ và Việt Nam, và vì cái lợi ích của hai dân tộc, và để cho coi như là đất nước Việt Nam hiện nay coi như là phát triển kinh tế một cách coi như là giàu mạnh. Vâng, thì cái bản thân chúng ta đây thì là nhớ cái cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh chống Pháp vừa rồi, thì hầu như tất cả các gia đình ở trên đất nước Việt Nam này thì nói chung đều bị ảnh hưởng và có cái sự căm thù đối với thực dân Pháp và bọn đế quốc Mỹ. Nhưng hiện nay coi như vì cái gọi là cái sự độc lập và sự phát triển của đất nước thì là hầu như những người dân Việt Nam chúng mình cũng quên những cuộc chiến tranh ấy đi, và những cái cuộc chiến đó chỉ để lại coi như viết trong sử sách để cho như con cháu chúng ta sau này đọc được, biết về những cuộc chiến đó đã gây cho nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam biết bao nhiêu cái sự đau khổ để mà ví dụ mình tránh những cái cuộc chiến đó đi. Vâng, và nói chung là qua đó biết được những cái gọi là cái những âm mưu và cái thủ đoạn của những cái bọn mà thực dân và bọn đế quốc ngày xưa nó vấn đề như thế nào. Vâng, thì là tôi nói với tất cả các bạn còn lại, ví dụ quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc thì các bạn cũng đều đã biết. Trước kia thì có đất nước Việt Nam coi như là gần 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu. Vâng, nhưng mà các bạn thấy là gần 1.000 năm mà bọn Tàu mà đô hộ đất nước Việt Nam, thì các bạn thấy không, hiện nay đất nước Việt Nam vẫn là đất nước Việt Nam, con người Việt Nam vẫn là con người Việt Nam. Có bị đồng hóa không? Không bị đồng hóa, đúng không? Chúng ta vẫn là dân tộc Việt Nam, đâu có một cái gì đồng hóa với lại tức là người Tàu đâu. Chẳng qua là ví dụ như nước Trung Quốc là một nước lớn ở sát cạnh đất nước Việt Nam, cho nên cũng có một cái gì đó, cái nền văn hóa đấy, hoặc là những cái gì đó, tức là những người dân Việt Nam mình nó cũng có một cái nền văn hóa nó cũng gần như nó gọi gần tương tự như là đất nước Trung Quốc thôi. Đó là cái chuyện tất nhiên ở một cái đất nước nhỏ mà mình sát một cái đất nước lớn thì nói chung là cái nền văn hóa thì nó cũng bị ảnh hưởng. Cái bọn chống cộng cực đoan ấy, và bọn dân chủ quậy ở trong nước, chúng nó coi như suốt ngày chúng nó coi như rêu rao coi như là đất nước mình sắp rơi vào tay Trung Quốc rồi. Ví dụ Việt Nam chuẩn bị trở thành một tỉnh của Trung Quốc, hoặc là cũng như là Tân Cương, cũng như là Tây Tạng, rồi là bọn Trung Quốc sang đây nó mổ bụng moi gan, nó lấy những nội tạng. Vâng, đó là cái chuyện quá hoang đường, đúng không? Vâng, tôi nói với tất cả các bạn, tức là những thời kỳ khó khăn nhất của cái đất nước Việt Nam, tức là từ năm 1900 trở về trước, và nhất là những năm 1990 ấy, là cái khối mà cộng sản ở Đông Âu tan rã, Nga tan rã, mình thì đang bị cấm vận, cuộc chiến với Trung Quốc từ năm 1979 cho đến coi như gần cuối năm 1988 và đầu năm 1989 thì mới gọi là kết thúc. Thì là đất nước Việt Nam mình rất là khổ sở, nó như là đứng giữa ngã ba đường, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vẫn đứng vững,
Vâng. Thì sao? Tại sao cái hồi đấy mình không phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, và coi như là hiện nay đất nước Việt Nam ta nói chung là cái những giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, và đất nước Việt Nam hiện nay đang rất là phát triển từng năm từng tháng. Vâng, phát triển, gọi là phát triển thần kỳ. Thì tại sao mà mình bây giờ mình phải bán đất nước của mình cho Trung Quốc? Ví dụ là tôi nói với tất cả các bạn là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến nay thì là cái mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam tức là phải đánh đuổi tất cả những giặc ngoại xâm mà xâm chiếm đất nước Việt Nam ra khỏi cái bờ cõi đất nước Việt Nam để giành độc lập, thống nhất, tự chủ cho dân tộc Việt Nam. Đúng không? Thì là và mục tiêu thứ hai là xây dựng đất nước như Bác Hồ nói bằng 5 bằng 10 ngày nay. Nhưng mà bây giờ tất cả các bạn thì như lời của Hồ Chủ tịch nói, mà đến bây giờ thì mình theo tôi nghĩ là phải bằng trăm bằng nghìn ngàn cái thời gian mà Hồ Chủ tịch đã nói. Vâng, cái mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện nay nói chung là đã thực hiện, lãnh đạo nhân dân cùng nhân dân Việt Nam ta thực hiện rất là tốt. Đúng, cái lời của Hồ Chủ tịch: thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay, và bây giờ coi như là đã xây dựng gấp trăm gấp ngàn lần cái hồi đấy rồi. Đúng không? Thì bây giờ đất nước Việt Nam hiện nay đang giàu mạnh như thế, đất nước Việt Nam hiện nay đang phát triển rất là thần kỳ, thì tại sao mình lại phải bọn chúng nói là năm 2020 là đất nước Việt Nam phải trở thành một tỉnh của Trung Quốc? Đúng không? Bây giờ coi như là cái vai trò của Đảng Cộng sản cùng nhân dân ta chỉ gọi là không bao giờ phụ thuộc bất kỳ một cái kẻ nào gọi là ngoại bang. Đấy, như các bạn cũng đều đã hiểu, ví dụ trong cái cuộc kháng tranh, chiến tranh chống Mỹ cứu nước, có những thời gian, ví dụ kể cả những người bạn rất thân thiết với Việt Nam mà có cái mà nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam có một sự tin tưởng tuyệt đối, ví dụ như nhân dân nhà nước và nhân dân Cuba chẳng hạn, đúng không? Thì là Fidel Castro đã nói là vì Việt Nam chúng nhân dân Cuba hiến dâng cả máu. Ví dụ lúc đấy cái cuộc kháng chiến rất ác liệt, chúng ta rất cần những nhân lực, vật lực, tất cả các thứ. Bây giờ ví dụ như chúng ta mời các bạn Cuba sang để hiến máu, tức là để Cuba đưa quân sang đất nước Việt Nam, thì nhân dân Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu cho cái đất Việt Nam. Nhưng mà đảng và nữa, ví dụ cũng có thời gian bọn Trung Quốc nói là thôi các đồng chí cứ dồn quân vào trong cái phía miền Nam này, còn lại ở miền Bắc chúng tôi sẽ đang đem quân sang chúng tôi giữ cho. Nhưng Hồ Chủ tịch và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói là tức là chúng tôi nợ tiền, nợ bạc thì chúng tôi còn trả được, chứ còn nợ bằng máu thì không bao giờ trả được. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân Việt Nam, kể cả trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng ở cái vai trò gọi là tự lực, tự cường. Vấn đề ví dụ mình nhờ bạn bè anh em quốc tế giúp mình về vấn đề vũ khí đấy, và những phương tiện để mình coi như là đánh Mỹ, thì coi như là nhân dân Việt Nam cảm ơn những cái đất nước đó. Chứ còn bây giờ ví dụ là mình nhờ người thì nói chung là máu của cả vật chất thì mình có thể trả được, nhưng máu thì mình không thể trả được. Vâng, đấy là những ý tưởng mà từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Vâng, chứ còn bây giờ đất nước Việt Nam như thế này rồi mà bọn chúng nó xuyên tạc, chúng nó bảo là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là bán cho Trung Quốc. Bán cái gì, đúng không? Bán ở đâu? Đấy, thì bây giờ này, đấy là những cái dòng lịch sử, tôi phân tích về cái dòng lịch sử. Tức là đất nước Việt Nam hiện nay là đất nước độc lập, tự chủ, tự cường, không phụ thuộc vào bất kỳ một cái nước nào, nước lớn nào cả. Kể cả đối với Trung Quốc, kể cả đối với Mỹ, mình hợp tác với tất cả các nước ở trên thế giới này. Trên cơ sở đôi bên đều có lợi. Vâng, chứ mình bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ như bây giờ nói chi tiết ra, cái cảng Cam Ranh hiện nay
Đó là một cái dẫn chứng sống động nhất. Hiện nay Mỹ có muốn thuê không? Rất muốn thuê cái cảng Cam Ranh. Nó có vị trí chiến lược rất quan trọng. Vâng, hiện nay có như ngày xưa ở bên Mỹ thuê cái cảng Subic của Philippines, nhưng hiện nay coi như không thuê nữa. Thì cái cảng Cam Ranh Mỹ rất thèm muốn. Mặt khác, Trung Quốc cũng rất thèm muốn để mà thuê cái cảng Cam Ranh này. Nhưng bây giờ coi như là mình không cho ai thuê cả, kể cả Mỹ, kể cả Trung Quốc. Tuy nhiên bây giờ tôi nói tất cả các bạn, bây giờ cho Trung Quốc hoặc cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh thì một năm mình thu được biết bao nhiêu tiền về vấn đề coi như là cho thuê cảng, về vấn đề về dịch vụ hậu cần cho những cái tàu mà quả ví dụ như của Mỹ hoặc Trung Quốc người ta thuê ở đó. Nhưng mình bây giờ coi như là không cho một nước nào thuê. Tất nhiên ví dụ một số tàu chiến, một số những cái tàu kể cả của Trung Quốc, kể cả của Mỹ hoặc là Nhật Bản rồi là Nam Triều Tiên, tất cả các tàu đó ví dụ đi qua Biển Đông cần thiết ghé vào qua cái cảng Cam Ranh để mình làm cái gọi là cái dịch vụ hậu cần thì ok, rất là ok. Làm dịch vụ hậu cần xong rồi là mình cũng thu được ngoại tệ, tất cả các thứ. Chứ còn bây giờ cho thuê là mình không cho thuê. Vâng, đấy, ví dụ như cam cảnh cái quân cảnh Cam Ranh là một ví dụ rất điển hình về cái sự gọi là cái độc lập tự chủ tự cường của coi như là chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Rồi em mời anh Trần Siêu lên trao đổi chứ nhá, không một mình nói nhiều khi là bây giờ nó